Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tô Tổng nhấn mạnh về sự đoàn kết trong nội bộ đảng trong công tác nhân sự đại hội 14. Ngày 21 tháng 8, BBC Tiếng Việt bình luận điểm đáng chú ý trong chỉ đạo của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về công tác nhân sự đại hội 14. Theo đó, sáng ngày 21 tháng 8, Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì phiên họp thứ hai của tiểu ban nhân sự định hướng vấn đề nhân sự cho đại hội 14. Và đây là hình bài trên BBC. BBC nhận xét với lời khẳng định kế thừa di sản của ông Trọng nên những chỉ đạo của Tô Tổng có nhiều điểm tương đồng với người tiền nhiệm. Điểm khác biệt là chi tiết phải bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Vấn đề này được ông Tô Lâm nhắc đi nhắc lại xuyên suốt trong các phát ngôn của mình. BBC cho biết ông Tô Lâm đã nhấn mạnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc thống nhất nhận thức về vị trí, ý nghĩa, vai trò tầm quan trọng của công tác cán bộ và việc chuẩn bị nhân sự đại hội 14. Tân Tổng Bí Thư cũng nhấn mạnh, nhiệm vụ của tiểu ban nhân sự là đặc biệt quan trọng, khó khăn, nhạy cảm, mang tính quyết định thành công của đại hội sắp tới. BBC dẫn diễn giải của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, tiểu ban nhân sự đại hội 14 có nhiệm vụ xây dựng phương hướng và kế hoạch giới thiệu nhân sự cho ban chấp hành trung ương, bộ chính trị, ban bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của đảng. Ở đây là vị trí tứ trụ có thể hiểu tiểu ban nhân sự có trách nhiệm giới thiệu, kiểm tra, chốt hạ, tức là thống nhất trước khi trình ra tập thể đại hội cả nhân sự cấp chiến lược, gồm tứ trụ, bộ chính trị, ban bí thư, trưởng các ban đảng, trưởng bộ ngành, bí thư 63 tỉnh, thành. Và đây là hình tứ trụ hiện tại. BBC dẫn chia sẻ của một nhà quan sát chính trị Việt Nam hồi tháng 5 nói rằng tiểu ban nhân sự quyết định cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn của các vị trí chủ chốt nên về cơ bản, tiểu ban nhân sự là cửa soát vé quan trọng nhất của Trung ương Đảng về vấn đề nhân sự trước đại hội. BBC dẫn ý kiến của tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà quan sát chính trị từ Hà Nội cho hay, tiểu ban nhân sự sẽ lên một danh sách nhân sự gồm các ủy viên Bộ Chính trị, ban bí thư, ủy viên Trung ương và các chức danh chủ chốt của đảng và nhà nước cho khóa 14. Quyết định về nhân sự là quyết định tập thể. BBC lưu ý rằng Phương án nhân sự các chức vụ Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng được xếp vào dạng tuyệt mật theo quyết định 1722 ngày 3 tháng 11 năm 2020. BBC nhắc lại phiên họp đầu tiên của tiểu ban này vào ngày 13 tháng 3 do Tổng trọng chủ trì. Lúc bấy giờ, ông trọng cho biết, Trung ương Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã phải thi hành kỷ luật gần 100 cán bộ cấp cao thuộc diện Trung ương quản lý. Từ thực tế đó, ông trọng nhấn mạnh nhiệm vụ của toàn đảng sắp tới là rất nặng nề. Và đây là hình 7 ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 đã mất chức. Theo BBC, trong phiên họp thứ hai của tiểu bang này, vào ngày 21 tháng 8, Tô Tổng nhấn mạnh phải lấy kết quả tổng kết nhân sự Trung ương đảng khóa 13 để làm cơ sở để xây dựng phương hướng nhân sự đại hội 14. Thế nhưng BBC bình luận, tính tới nay, nhân sự đảng khóa 13 đã có tổng cộng 7 ủy viên Bộ Chính trị bị xử lý, hàng chục ủy viên Trung ương đảng mất chức thậm chí bị kỷ luật và vướng vào lao lý. Như vậy có thể thấy, khóa 13 có nhiều ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Bộ Chính trị, thậm chí là tứ trụ bị xử lý về mặt đảng, dù trước đó công tác nhân sự đại hội 13 được cho là thành công, được đảng chuẩn bị kỹ lưỡng, hết sức công phu từ dưới cơ sở lên. Vẫn theo BBC, trước thực tế này, một số chuyên gia, nhà quan sát chính trị nhận định có thể đảng sẽ phải sửa điều lệ, thay đổi quy định về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện trung ương, bộ chính trị, ban bí thư quản lý sẽ được ban hành thay cho quy định 214. BBC nhấn mạnh, khi ông Lương Tam Quang được bầu vào bộ chính trị, ông Nguyễn Duy Ngọc và ông Trịnh Văn Quyết được bầu vào ban bí thư, thì Trung ương đảng đã thực hiện sai quy định 214, vì các ông này chưa làm trọn một nhiệm kỳ ủy viên Trung ương đảng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Tô Tổng nhấn mạnh về sự đoàn kết trong nội bộ Đảng trong công tác nhân sự Đại hội 14. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo.đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin dư luận ồn ào xung quanh trên vẽ cờ lên mái nhà để thể hiện lòng yêu nước. Ngày 19 tháng 8, AFA tiếng Việt bình luận, ý kiến quanh việc vẽ cờ lên mái nhà là thể hiện lòng yêu nước. AFA cho biết, theo truyền thông nhà nước, việc nhiều bạn trẻ vẽ cờ đỏ sao vàng trên tường và mái nhà, cửa sổ rồi đăng tải lên mạng xã hội đã tạo nên một trào lưu thể hiện tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc và mong muốn lan tỏa tình yêu quê hương đất nước. Và đây là hình bài bình luận trên AFA. Trong khi đó, cũng thể hiện lòng yêu nước, nhiều người đã xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc xâm chiếm biển đảo, phản đối Phật Mô sao quỷ hoại môi trường, phản đối cho Trung Quốc thuê đất 99 năm thì lại bị bắt, bị bỏ tù. AFA dẫn quan điểm của nhà báo Nguyễn Khắc Toàn cho hay, có thể nói đó là hiểu biết rất nông cạn, phiến diện và không đúng chút nào. Thể hiện lòng yêu nước chân chính và thật sự là phải băn khoăn, trăn trở, sau đất nước vẫn còn tụt hậu mấy chục năm mở cửa mà vẫn còn đi đẹp, kinh tế yếu kém. Các quyền con người vẫn còn chưa được tôn trọng, chưa được tự do. Khi Trung Quốc thường xuyên gây hấn chủ quyền biển đảo mà người dân đứng lên biểu tình thì bị bắt, bị đánh đập. Yêu nước là phải thấy đau xót trước tình cảnh thất nghiệp nhiều, bất công xã hội còn nhiều, hoàn trái trong xã hội còn chồng chất và phải đi tìm nguyên nhân vì sao. Thế mới gọi là yêu nước. Theo nhà báo Nguyễn Khắc Toàn, Nhà nước không khuyến khích người dân yêu nước bằng cách đòi hỏi tự do, dân chủ để phát triển đất nước vì cách này ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ. Và đây là hình ảnh những mái nhà sơn cờ đỏ sao vàng ở Thanh Hóa là sản phẩm Photoshop của Lương Xuân Tam. AFA dẫn lời luật sư Đặng Đình Mạnh từ Hoa Kỳ cho rằng xu hướng sơn cờ đỏ lên mái nhà là điều đáng lo ngại, nhất là khi chế độ coi đây là động thái yêu nước. Ông Mạnh phân tích, khẩu hiệu vẫn chỉ là khẩu hiệu, là những giá trị mà chế độ mong muốn xây dựng mà thôi, nó chưa phải là những giá trị đã xây dựng thành tựu. Trong bối cảnh đó, khi đất nước, dân tộc không có điều gì đáng hãnh diện, ngoài sự tan hoang thì sự cổ võ cho những biểu tượng của chế độ là để làm gì? Chúng không hề mang đến ích lợi gì cho đất nước trong giai đoạn hiện nay cả, ngoài sự tiềm tàng của những bất ổn. Sự hòa hợp, hòa giải giữa người Việt khác chính kiến vẫn là nan đề chưa từng giải quyết sau cả nửa thế kỷ. Tôi nghĩ chế độ trong nước nên có biện pháp cấm đoán ngay xu hướng tai hại này vì lợi ích lâu dài của đất nước, của dân tộc. AFA đặt vấn đề, trong khi những nhà đấu tranh, nhà hoạt động, có việc lên tiếng phản biện là yêu nước, chỉ ra những sai lầm trong việc điều hành đất nước, nhằm góp phần phát triển đất nước là yêu nước, thì phía nhà nước lại có đây là những người lợi dụng các quyền tự do dân chủ và kết án họ theo Điều 331. Mới đây là trường hợp ông Nguyễn Chí Tuyến. Và đây là hình trend biến mỗi nóc nhà thành một lá cờ. AFA dẫn bình luận của nhà hoạt động Trần Anh Quân ở Sài Gòn cho rằng vẽ cờ lên mái nhà, tường nhà để gọi là yêu nước. Nó cũng giống như lên mạng khoe cha mẹ mùa vu lan để câu like mà lại không hiếu thuận, hiếu thảo với cha mẹ ở nhà. Tôi nghĩ yêu nước là phải nỗ lực, hành động. Còn việc người dân xuống đường phản đối Trung Quốc bày tỏ lòng yêu nước mà bị bắt bớ. Thì đó là chuyện quản lý xã hội của nhà nước. Đảng Cộng sản đã đánh tráo khái niệm yêu nước với yêu đảng. Họ thuần phục Trung Quốc nên bắt dân kính trọng kẻ thù. Người dân yêu nước đem lá cờ đi biểu tình phản đối Trung Quốc vẫn bị bắt như thường nghịch lý chỗ đó. AFA trích dẫn báo chí nhà nước cho hay, Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoàng Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội phát biểu: "Việc sân cờ Tổ quốc là một hành động thể hiện tình yêu nước của người dân với nhiều mặt tích cực. Tuy nhiên, theo ông Bùi Hoài Sơn, việc sơn cờ không cẩn thận có thể bị coi là thiếu tôn trọng, đặc biệt khi hình cờ tổ quốc bị phai màu, bẩn hoặc hư hại theo thời gian. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Dư luận ồn ào xung quanh trên vẽ cờ lên mái nhà để thể hiện lòng yêu nước. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới